ngày 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công điện số 70/CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 2 và mưa lũ. Công điện nêu rõ, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm 2024. Hồi 13 giờ chiều ngày 21 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trưa và chiều mai, ngày 22 tháng 7, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh trên biển. Bão có thể gây mưa to đến rất to tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực phía Đông Bắc Bộ trong những ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ trên các sông suối nhỏ, ngập úng tại vùng thấp trũng và các đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và khu vực sườn dốc. Để chủ động ứng phó với bão số 2 và mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tiếp tục chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, ngập lụt để chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, trong đó tiếp tục hướng dẫn các tàu thuyền, phương tiện, bao gồm cả tàu du lịch còn hoạt động trên biển, ven biển, chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Cùng với đó, chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, hạn chế thiệt hại đối với nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai. Bộ Tài nguyên Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương, chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện bảo đảm vận hành khoa học, an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. Trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đối với hoạt động thủy sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, an toàn hệ thống điện. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan và lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho phương tiện vận tải trên biển, ven biển, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến và dự báo thiên tai, chỉ đạo của cơ quan chức năng, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó để giảm thiệt hại do thiên tai.